Sốc, G-Dragon bị bắt giam vì tội sử dụng ma túy. Thông tin ông Hoàng K-pop G-Dragon chính thức bị khởi tố không giam giữ vì tội sử dụng ma túy đang gây chấn động toàn bộ showbiz châu Á. Rất nhiều người bày tỏ sốc khi thông tin được đăng tải. Có lẽ trong vài ngày trở lại đây, K-pop đang nhận được sự quan tâm rất lớn khi cơ quan chức năng nước này đang bắt đầu nhúng tay vào việc thanh trừng nghệ sĩ vi phạm pháp luật, đạo đức. Mới đây, theo News One, Sở Cảnh sát Seoul đã tiến hành khởi tố và điều tra G-Dragon với cáo buộc vi phạm đạo luật quản lý ma túy. Cảnh sát Seoul cho biết hiện tại đã tạm giam ông Hoàng K-pop G-Dragon vì tội sử dụng cần sa và thuốc hướng tâm thần theo đạo luật kiểm soát ma túy. Theo phía cảnh sản Seoul cho biết, vì đây là một cuộc điều tra đang diễn ra nên chúng tôi không thể tiết lộ chi tiết cụ thể. Phía cảnh sát cũng cho biết thêm, phía cơ nhận được thông tin vào tháng 9 năm nay và bắt đầu điều tra A, 29 tuổi, quản lý một cơ sở giải trí. Sau khi xác nhận A đã lấy Philopon, ngay sau đó phía cơ quan chức năng đã xin lệnh khám xét và bị bắt vào ngày 21. Sau đó, thông qua A, họ biết được cáo buộc sử dụng cần sa của G-Dragon và một cuộc điều tra đã được tiến hành. G-Dragon và một nhân viên của cơ sở giải trí đã bị bắt giữ mà không bị giam giữ. G-Dragon hiện đang khởi kiện A về tội tống tiền, cho rằng ông bị lừa 350 triệu won khi đe dọa tống tiền về ma túy. Ngoài G-Dragon, còn có một nghi phạm đã bị khởi tố, ngoài A đã bị bắt giữ. Trước đó, theo tờ Kyungki, ngoài nam diễn viên Lee Sun-kyun, cơ quan cảnh sát Seoul đã nhận thông tin về một nghệ sĩ nổi tiếng khác cũng sử dụng ma túy và đang điều tra nội bộ. Được biết đây là một nghệ sĩ có độ nhận diện cao với công chúng. Vì sự việc vẫn đang được điều tra nên hiện tại cảnh sát chưa thể cung cấp thêm thông tin chi tiết. Hiện vụ việc ông Hoàng K-pop G-Dragon bị sơ gáy tạm giam điều tra về việc sử dụng ma túy đang gây xôn xao truyền thông cũng như dư luận trong và ngoài nước. Thực tế, đây không phải lần đầu G-Dragon dính vào bê bối tai tiếng. Năm 2011, anh từng dính líu tới cần sa. Khi đó, một đại diện của phía cảnh sát Seoul tiết lộ rằng, chúng tôi buộc tội G-Dragon về hành vi sử dụng cần sa. Theo các nhân viên điều tra, G-Dragon đã hút cần sa một vài lần vào khoảng giữa tháng 5 năm 2011. Sau đó, anh đã đi xét nghiệm ma túy vào tháng 7. Dù kết quả nước tiểu cho ra âm tính, nhưng các xét nghiệm khác thì cho kết quả ngược lại. Thậm chí, một số nguồn tin còn cho biết rằng G-Dragon cũng lên tiếng thú nhận về việc từng sử dụng chất gây nghiện tại một hộp đêm ở Nhật Bản khi anh đến đó để biểu diễn. Báo Hàn từng dẫn lại lời kể của G-Dragon, tôi hút một điếu thuốc mà ai đó đã cho tôi ở câu lạc bộ. Nó có vị hơi khác so với những điếu thuốc thông thường, vì thế tôi đã hơi nghi ngờ nó có chứa cần sa, nhưng sự thật là tôi đã hút nó. G-Dragon ca sĩ, rapper, nhạc sĩ, leader, producer của nhóm nhạc nổi tiếng Big Bang tên thật là Kwon Ji-yong, sinh ngày 18 tháng 8 năm 1988 tại Hàn Quốc. Từ nhỏ G-Dragon đã được xem là một thiên tài âm nhạc bẩm sinh. Khi chỉ mới 5 tuổi, G-Dragon đã tham gia nhóm nhạc Little Rola và tham gia đóng phim BBO BBO BBO. Sau 6 năm luyện tập và một vài lần được giới thiệu trong một số album của các ca sĩ khác, G-Dragon chính thức ra mắt với tư cách trưởng nhóm của Big Bang bên cạnh Taeyang và ba thực tập sinh khác. Sự ra mắt của nhóm gặt hái nhiều thành công với album đầu tiên đạt doanh số hơn 40,000 bản, tạo ra nhiều hit được phát liên tục trên các đài như La 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 và We Belong Together. Trong album cũng có một ca khúc riêng đầu tiên của G-Dragon, một phiên bản cover của This Love, một single của nhóm Rock Alternative Maroon 5. G-Dragon nhận được giải thưởng biểu tượng phong cách của năm 2008 vì thời trang mang đậm cá tính và là một trong 8 nhạc sĩ phối khí hay nhất Hàn Quốc của năm 2008 và giải thưởng người có ảnh hưởng lớn nhất trong năm 2008 do tạp chí Arena bình chọn dựa trên phong cách của anh.